Mình đi hái cái rau cây bột cùng anh này, về nhà mình làm nước ép để ăn salad này cả nhà ơi. Ở bên này mọc đầy đường ấy, bên châu Âu hay nước ngoài cái rau bột cùng anh này mọc sẵn lắm cả nhà. Ở đây đang vào mùa, mình đi hái về cho mình làm nước ép này, mình làm sinh tố, mình ăn salad này. Cái rau này rất là tốt cho gan nhé. Đấy, người tiểu đường, người tim mạch, người ung thư uống công thức này tốt lắm. Nó có cái vị đắng đấy cả nhà. Chọn những cái lá non non này này. Nhiều lắm đấy, một khóm cây to chưa. Rồi, chắc nó về nhà mình đi. Ở bên Đức, em đang ở bên Đức hái cái này. Ở bên này cây mọc nhiều lắm. Gần nhà mẹ chồng của em nó tốt, nó xanh, nó non lắm. Mọc đầy ra. Rồi, ở Việt Nam mình trồng cây này cũng dễ. Cả nhà mình ơi, hôm nay chúng ta sẽ làm hai công thức nước ép bổ dưỡng và rất ngon từ rau bổ công anh. Các bạn biết là rau bổ công anh là một trong những loại thảo dược có tính chất là thanh lọc và đào thải độc tố cho gan. Đặc biệt là nó rất là tốt cho những người liên quan có vấn đề bệnh lý, bệnh về gan, bệnh về ung thư. Đấy ạ. Thì nó có cái vị đắng, người ta gọi là thuốc đắng giã tật. Thì em hôm nay chia sẻ anh chị em mình hai công thức liên quan đến rau bổ công anh rất là ngon. Cả nhà mình tham khảo cùng nhau làm nhé. Mình sẽ gồm một nắm rau bổ công anh. Bổ công anh này là mình hôm trước mình đi hái ở ngoài đường đấy. Mọc ở bên nước ngoài rất là nhiều ở ngoài đường ấy ạ. Và một nắm cần tây và một quả táo. Cái vị này nó có cái vị ngọt ngọt, thế là dễ uống, nó không quá đắng. Chắc mình làm công thức thứ hai nữa. Còn công thức đầu tiên chúng ta này, một nắm rau bổ công anh này, một nắm cần tây này, một quả táo nhé. Rồi chúng ta cho vào máy để chúng ta ép đi. Cái hoa, cái cây bổ công anh này này, vừa cả lá, vừa cả thân, vừa cả hoa, vừa cả rễ của cây bổ công anh này đều là thảo mộc chữa lành, rất là tốt. Cho nên là kỳ diệu lắm. Giờ mình cho vào máy, mình ép, em Ma đang ép dở rất nhiều công thức luôn. Vậy là mình đã xong công thức đầu tiên, đó là bổ công anh, táo và cần tây. Công thức này nó có cái vị ngọt và nó đỡ đắng đi một chút, nhưng mà nó rất là tốt cho thanh lọc gan, tốt cho những người có vấn đề liên quan đến bệnh ung thư. Các bạn bổ sung công thức nước ép này nhé. Còn đối với những người không bị bệnh, chúng ta bổ sung công thức có cái vị đắng này rất là tốt cho mình. Giờ cả nhà ơi, ngon chưa? Mình có thể uống một bữa trước bữa ăn chính của mình hoặc bữa ăn phụ của mình nhé. Bây giờ mình sẽ làm công thức thứ hai. Công thức nước ép thứ hai liên quan đến bổ công anh, công thức này có cái vị đặc biệt hơn và chúng ta sẽ dùng đến 2 đến 3 củ cà rốt, một nắm rau cần tây và một nắm rau bổ công anh. Có ba vị này chúng ta sẽ cho vào máy ép như bình thường nhé. Đây, mình cho hết vào đây, mình ép nó rất là nhanh đây cả nhà. Công thức này rất tốt cho những người liên quan đến bệnh lý, bệnh ung thư và chúng ta sẽ làm công tác. Ơi cả nhà mình ơi, công thức này nó cái mùi đậm, nó cái màu nó đậm hơn, bởi vì mình cho cả cái màu vàng của cà rốt ấy, nó không xanh như công thức đầu tiên, nhưng mà rất là ngon. Công thức này nó sẽ có thể là đắng hơn một chút đấy, nhưng mà người ta nói là thuốc đắng giã tật, để lùi tế bào ung thư, giúp chúng ta nhanh bình phục, kèm theo một chế độ ăn uống dinh dưỡng lành mạnh nữa. Nếu như chúng ta có vấn đề liên quan đến sức khỏe, đặc biệt là những người bệnh ung thư, anh chị em mình tham gia cộng đồng ung thư chữa lành tự nhiên, ở đó em gửi tặng anh chị em mình liệu trình ung thư, hướng dẫn nấu ăn healthy để chúng ta nhanh bình phục sức khỏe nhé. Rồi, cảm ơn cả nhà mình, chúc đại gia đình mình bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Cả nhà mình lên Facebook vào nhóm ung thư chữa lành tự nhiên Emma có lập cách đây một thời gian. Trong đó chúng ta sẽ thấy cộng đồng của chúng ta đang áp dụng phương pháp cơ thể tự chữa lành, dùng bằng dinh dưỡng, bằng thay đổi chế độ ăn lối sống để chúng ta cải thiện sức khỏe rất là tốt. Thì anh chị em mình nhớ vào cái nhóm có tên là gì ạ? Ung thư chữa lành tự nhiên. Anh chị em mình sẽ thấy là cái biểu này, ung thư không phải là nỗi sợ hãi, thay đổi tư duy, thanh lọc thải độc, dinh dưỡng, tập luyện khí công, thiền thở ở đấy ạ. Tiếp xúc môi trường thiên nhiên và duy trì thường xuyên. Thì đây là cái cộng đồng mà em lập ra để chia sẻ giúp đỡ những người bị bệnh ung thư theo phương pháp sống thuận tự nhiên. Thì anh chị em mình nhớ vào fanpage Facebook có tên, nhóm có tên là ung thư chữa lành tự nhiên nhé. Rồi, cảm ơn cả nhà mình. Chúc cả nhà mình sức khỏe, bình an và hạnh phúc.